Giáng sinh của Chúa Giêsu, một biến cố kỳ diệu đã làm thay đổi dòng lịch sử nhân loại. Nhưng thật lạ mình, biến cố ấy diễn ra êm đềm, ít người hay biết. Đêm ấy Đức Chúa Trời cao cả đã bằng lòng hạ giáng làm người, lấy hình hài của một trẻ thơ được cưu mang trong lòng trinh nữ Mary. Điều kỳ diệu mà cả đến Mary cũng không thể hình dung nổi. Mary nào có biết chính con trai nàng sẽ là nguồn hào quang tỏa sáng. Mary nào có biết rằng chính con trai mình sẽ dùng quyền năng ban ơn cứu rỗi. Mary nào có biết rằng chính con trai nàng sẽ toàn quyền dựng nên cả vũ trụ. Mary nào có biết rằng chính con trai nàng sẽ cầm quyền trên khắp nhân dân. Mary nào có biết rằng chính con trai mình sẽ chịu hình thay cho thế giới. Con thánh trong tay nàng im chất là con Chúa Thánh vinh quang. Chính con trai người đầy quyền năng trên hết muôn loài. Mary ơi có biết rằng chính con trai người chuộc tội cho bao nhiêu chúng sinh. Người có biết rằng chính con trai người làm đời người nay đổi mới. Con thánh hôm nay người sinh ra, mai đây sẽ cứu rỗi người. Mary ơi có biết rằng chính con trai người là vì sao soi trong tối tăm. Mary ơi có biết rằng chính con trai người là bình an trong cơn bão giông. Người có biết rằng chính con trai người từ trời cao đã giáng thế. Con thánh hôm nay người sinh ra, mai đây sẽ cứu rỗi người. Đầy quyền uy trên khắp dân.